Chloe's Entertainment Channel chào các bạn. Hôm nay dẫn Chloe đi uống cà phê với lại chơi trò chơi câu cá với lại dì Cúc nè các bạn ơi. Rồi thôi hai dì cháu chọn món đi chứ. Nè con uống cái gì? Cà phê vậy đó. Cà phê hả? Đâu uống cà phê nào đâu, con uống gì vậy? Nãy giờ con coi menu rồi con uống gì? Cái đó là hả? À cái đó hả? Rồi ok, cục gì cục uống gì đây vậy cô? Uống cái gì đây ta? Uống cái gì đã đỏ đây nè. Cái uống cái này. Uống cái đó hả? Ừ. Rồi, okay. Ngon quá vậy. Smoothie. Okay. Smoothie. Rồi, có thể uống cái này. Hỏi gì cục uống cái strawberry á. Còn Chloe nhỏ 5 tuổi vậy thôi mà uống cà phê. Strawberry man. Hả? Ok rồi bây giờ mình order cái nha. Mình order nó xong xuôi hết đi xong rồi mình mới tiến hành chơi câu cá được. Ở đây có cái bàn bự nè các bạn. Strawberry. Đó, có cái chỗ ngồi lý tưởng không để chơi câu cá. Strawberry. 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 Cho mấy bạn coi bự chơi câu cá không? Da da big, super big, super super big. Super big. Yeah, fishing hả? Yes, it's a fish. Okay, open it for me. Copy. Copy. Mở giùm Chloe đúng không? Yes. Yes. Yes, yes. Wow. Yeah, yeah, yeah. Wow, có nhiều cá nè Chloe ơi. Putting them. Chloe đếm coi có mấy con cá thôi. Ở trong có biết đâu. Không biết. Con không có biết đâu. Đâu đâu Cúc coi coi. Bây giờ bỏ pin vô. Nhâm 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 nhâm. So open the mouth. So open the mouth. Oh yeah, oh yeah. Mất cái nàng, 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 mất cái nàng. Có nhạc luôn. Rồi bỏ cá vô Chloe ơi. Poppy nhau. Sao con cá này nó nhảy hoài vậy? Chắc nó còn sống quá. Để nó cũng lụm nha. Đủ chưa? Đủ cá chưa? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình câu nha. Thôi, thôi. Yeah, so hard. Thôi, thôi. Đứa nào câu thắng là đứa đó thắng nha. Come on, come on. Yeah, so hard. Khó quá. I got one. Come on. Eat it, eat it. Một mình nè. But this one's not eating mine. Từ từ, từ từ. Ôi. Why this one is not eating? Ôi mẹ ơi. Rồi. Được cậu quá. Thôi ơi. Thôi. Anh có một, anh có một chút ác. No, it's too hard, it's too hard. It's too hard, it's too hard. Giờ sao? It's too hard. Yeah, con thứ hai. I cannot. Come on, eat mine. Không, thôi phải quay cái miệng nó ngang vậy nè, hiểu không? Hiểu không? Chứ đừng quay dọc. What's that popping up, man? Thôi kệ nó đi, mình bắt cái con khác đi. Oh.
được ba con ở nhà Khôi. Chứ sao con lấy được con mới biết lấy đâu. Nè vậy nè. Đó. Từ từ rồi. Ui, được một con rồi nha. Vậy hả? Nè. Ồ nè, cái lưỡi này nó phải nằm ngang hiểu không? Chứ nó nằm dọc vậy là nó không có được, không có vô, hiểu không? Nằm ngang vậy nè. Sao nó biết nằm ngang đâu. Bốn con. It's too hard. Come on. You have to do it for me now. Come on, do it for me. Can I get one more? Thì cái con cá nó không thích Thùy hay gì á ta. Một con. Nè nè Khôi ơi, được rồi nè. Được rồi nè, nhấc lên, nhấc lên. Thôi, nhấc lên. Thôi ơi, lấy đồ ăn cho nó ăn đi, để nó đi theo Khôi kìa. Ô, tu. Ủa sao con này nó không mở? Để chứ fast, cục. Để chứ fast. Rồi nhấc lên. Ồ, ba con. Thắng rồi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I don't know how to play this thing now. Gán câu nhiều cá về nấu canh chua kìa. Thôi biết ăn canh chua không? Thì khó thấy quá à. Rồi đứng luôn. Nè thôi. Thôi ơi, được rồi nè thôi. Câu hoài mệt quá, nó không vô nên là thôi lấy tay nè. Trời đất. That's it. Nè. You know what for me? Mấy con cuối cùng. Come on. Look. Yeah. Hey, that's mine. Hay quá vậy ta. Wow. Ui hay quá. Can I have one again? Trời còn một con cuối cùng mà khó quá thôi ơi. Xém được rồi kìa, xém được rồi. Nó mở miệng ra kìa. Sao có mong đứa cao cái vậy? This is mine. Come on. Vậy đi hả? Cho nó nhanh hả? No. Thôi sao nó không mở miệng vậy? I'm trying it here. No. Get out of the way. Get out of the way. I'm gonna hit you, man. Rồi bắt đi kìa, nó mở miệng kìa. Go away. Rồi đếm đi. Bất phân thắng bại. Coi chừng là thôi sẽ thắng cuối cùng. Đếm. 1 2 3 4 5 6
7 8 8 8 8 8 con hả? 8 con à. Rồi giờ đếm đếm cút đếm nha. Chết rồi, nghi không đến 8 con quá. 1 2 3 4 5 6 7. Trời ơi, thua có 1 con đó, thôi. Con 8 về, con 8 rồi. Thi thắng. Yeah. Come on. Thi ơi, giơ tay lên. Yeah. I want this now. Bây giờ chơi xin chơi đập cá đi. Lấy muỗng đập cá đi. Bỏ cái đấy vô hả Thùy? Thôi nó có đập không? Nó có kiểu không? Pink one. Yeah. I want fix thing. Got one. Nè, lấy hồi cái đầu. This is really cool. Keep out here. Khoan, con màu hồng kìa, con màu, màu xanh kìa, màu vàng kìa. Cười luôn. Ding, ding. Chơi cái này xả stress quá thôi ơi. À. Có màu vàng kìa thôi. Màu xanh kìa, màu xanh quá trời luôn kìa. Màu hồng kìa, tất cả màu hồng kìa. I'm picking all the things. I'm great at this. Bây giờ là Khôi thấy con nào là Khôi cũng đập hết trơn. Ủa sao nó dính luôn rồi? Nó bé gọc quá hả? Nó dính vô cái cháu này nè. Ủa sao nó dính rồi? Trời ơi, nó dòi lên quá trời được thôi. Thôi ơi, trời ơi, đập nhiệt tình quá. Ủa còn con nào? Trời ơi. Khi đập khí thế. Mà nó cứ bay ra vậy. Rồi nó bị kẹt rồi kìa. Rồi, rồi. Mình đặt nó vậy. Thấy nó văng ngoài luôn á. Kìa kìa. Còn hơi câu luôn hả? Đâu có câu được. Không. Nó quậy. Thôi kệ nó đi thôi ơi, kệ nó đi. Trời ơi, cái con màu hồng kìa. Ok, em bạc nào, em bạc. Nó nhú đầu lên mà nó còn cười nữa kìa thôi. Nó nhú đầu lên mà nó còn cười nữa kìa. Trời ơi, đập nó đi. Cười luôn á. Trời, nó hết cười luôn.
Chị ta đó đó. Chị ta đó. Nhiệt tình quá, lũng búa luôn. Trời đất ơi, trời đất ơi, cái lỗ này là nó bự hơn hồi nãy luôn á. Nè, nè nó bị gắt luôn nè, ghê chưa? Mới có 5 tuổi mà đập cá lũng búa luôn. Thấy mệt chưa? Thấy chưa. Ủa đập nhiệt tình vậy mà chưa mệt nữa hả? Bay nhiều bay nhiều bay. Khuyên thôi chị. Đập nó đi, đập nó đi, đập nó đi. Trời ơi, Khuyên bỏ con cá vô luôn hả? Bây giờ mình bỏ con cá vô mình đập đi nè. Ồ, đó, bỏ cá vô. Rồi coi con cá kìa, nó nhìn mình kìa. Thôi kệ nó đi thôi ơi. Thôi kệ nó đi thôi, kệ nó đi, mình còn đây nè. Bạn chưa kìa. Rồi. Thôi đừng. Thôi đừng. Nó bị rớt kìa. Na 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 na. Nè nè nè. Đập nó đi. Thôi ơi. Trời này giống như là Khơi ơi. Không, để con sửa cái bạn này. Sửa cái bàn luôn hả? Cái này để sửa cái bàn luôn hả? Ờ vậy luôn á hả? Sửa cái ghế kìa, quay coi sửa cái ghế kìa. Sửa cái này đi, sửa cái này đi. Khôi ơi, nãy giờ mình chơi câu cá hoài mệt quá Khôi ơi, bây giờ mình qua uống nước đi. Ok, nhưng mà con cũng mệt luôn á. Hôm nay có chơi câu cá có vui không? Có. Có hả? Hả? Ăn con cái này luôn á, đê đê đê. Không luôn cái đó luôn á. Rồi thôi, bây giờ lấy nước ra uống đi thôi. Câu cái này luôn á, tụi. Thôi, không có câu được đâu. Nè Khi bỏ tay ra đi. Rồi. Trời ơi, cái món này là món ưa thích của Khôi nè. Khôi uống ít lắm. Món này món khoái khẩu nhưng mà Khôi uống không có nhiều. Ủa sao? Thấy làm sao? Nói cho mấy bạn kìa. Là sao? Ý cái đó là sao? Thôi giờ đến cô uống nha. Trời ơi cái này. Mấy bạn ơi, trong thời gian chờ đợi Chloe và Cúc uống nước nè, quay một chút xíu cái quán cà phê Runam cho các bạn coi nha. Đẹp lắm á, quay xung quanh nè. Rồi vẫn tiếp tục uống. Uống hết rồi nha, không có nhiều đâu nha. Khôi ơi uống không? Nè quay một xíu cho mấy bạn coi nè. Smoothie. Có phải có phải này nha. No 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 mommy no mommy no mommy. Thực mẹ lục no mommy. Ok, mommy quay cái cảnh quán cà phê cho mấy bạn coi thôi ạ. Đây Runam ở ngoài sân vườn nè mấy bạn. Bên ngoài.
Đó, mọi người đang chụp hình ở ngoài đường. Đó, mình ngồi ở khu vực ở ngoài đây, sát cái cửa sổ. Đó. Wait, it look, uống à, uống miệng mày. Still look like a donut. This does look like a donut. I have a hole inside. Uống gần hết một phần ba ly rồi kìa. Bây giờ là cút bây giờ đó mấy bạn. Chloe không có uống cà phê nhiều đâu, tại Chloe biết Chloe là con nít á, không uống nhiều cà phê đâu. Ăn đá không à, ăn đá là chính đúng không? Đúng không Chloe? Đúng hả? Nè, nãy giờ con chơi câu cá vui không? Vui đúng không? Rồi. Thôi mình review cái món đồ chơi câu cá tới đây là kết thúc rồi mấy bạn ơi. Hẹn mấy bạn trong video kế tiếp. Chào tạm biệt mấy bạn đi. Bye bye. Bye bye, bye, bye các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.